Bắt đầu sang hàng thứ 5. Các bạn móc cho mình 3 mũi xích. 1 2 3 mũi. Các bạn móc ở 9 chân kế tiếp, mỗi chân một mũi kép. Mỗi chân một mũi kép ở 9 chân mũi. 3 rồi này. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Cộng với một hàng 3 mũi xích như vậy mình được 10, 10 mũi ở 10 chân. Tiếp tục các bạn lại móc cho mình 2 mũi móc kép trụng đầu. Và các bạn lặp lại cho mình 5 lần. Một, hai, ba, bốn, năm. Ở 10 chân còn lại, các bạn sẽ móc mỗi chân một mũi kép. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sau đó các bạn nối vào chân của mũi xích thứ 3. Tiếp tục, hàng tiếp theo các bạn bắt đầu bằng 2 mũi xích. Bởi vì từ hàng này trở đi, các bạn sẽ sử dụng mũi nửa kép. Ở hàng thứ 6 này, các bạn sẽ móc mỗi chân một mũi nửa kép. Cuối hàng các bạn sẽ nối vào chân của mũi xích thứ 2.
Tiếp tục, các bạn móc hai mũi xích và các bạn cũng móc giống như hàng thứ sáu, mỗi chân một mũi nửa kép. Các bạn móc mỗi chân một mũi nửa kép cho tới hàng thứ 11. Hàng thứ 8 các bạn cũng bắt đầu bằng hai mũi xích. Sau đó các bạn cũng chạy mỗi chân một mũi nửa kép. Tiếp tục, hàng tiếp theo các bạn cũng móc mũi nửa kép.
Hàng thứ 11. Như vậy là mình đã móc xong. Đây mình mới chỉ móc phần cơ bản, các bạn sẽ trang trí theo ý muốn của các bạn. Chúc các bạn thành công.